Hello, xin chào tất cả anh em. Chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về một chai nước hoa dành cho mùa hè, một phiên bản flanker tiếp theo của dòng Light Blue, có thể gọi là rất là nổi bật của nhà Dolce & Gabbana. Khi mà nhắc đến cái dòng Light Blue thì thật ra nó có rất nhiều sản phẩm, thế nhưng để nổi bật và để nhớ nhất thì mình thấy rằng đó là có Light Blue, Light Blue All Intense. Và năm ngoái họ đã cho ra mắt Light Blue Forever, và đến năm nay họ đã cho ra mắt Light Blue Italian Love. Đó, và đây là chai nước hoa mà ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng review về mùi hương, về những cái gì có thể gọi là những cái đặc điểm, những cái điểm mà chúng ta cần biết về chai nước hoa này. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng review Light Blue Italian Love. Đó, mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái điểm chúng ta cần biết và cái kết luận của mình là chúng ta có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn hãy bấm like và subscribe để chúng ta còn gặp lại nhau được nhiều hơn. Và nếu như có thể thì anh em nếu mà muốn ủng hộ mình rất là cảm ơn, thì hãy xem đường link ở phần mô tả và hãy inbox mình. Ok, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Light Blue Italian Love có gì và cần thiết phải mua hay không? Ok, let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua một chút về mùi hương của Italian Love. Nó có cái gì mới mẻ, nó có cái gì khác biệt so với Light Blue Forever hay không? Thì nhắc đến chai nước hoa Light Blue Forever, khi mà chúng ta xịt thì sẽ có những cái nốt hương mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất là nhớ. Đó là bưởi, đó là bergamot, đó là violet. Đó, đấy là ba cái nốt mà mình, với cá nhân mình thì mình khi mà mình xịt mình thấy cảm nhận thấy là rõ nét nhất. Còn có thể đối với các anh em khác thì nó là những cái nốt khác. Còn đối với mình thì bưởi, bergamot và hoa violet nó tạo nên một cái tông mùi đậm, mang những cái nét gọi là đặc trưng citrus, trái cây, rất là dễ dùng, rất là đa dụng và hiệu năng mùi của nó rất là tốt. So sánh với những phiên bản Light Blue All Intense hoặc Light Blue thì Light Blue Forever nó đã thay đổi hoàn toàn về cấu trúc mùi, nó dễ dùng hơn. Có thể là với một số các anh em thì vẫn thích những phiên bản All Intense, tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng Light Blue Forever đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc mùi và nó nịnh mũi cũng không hề là kém. Còn lại thì là mình nghĩ rằng nó tùy thuộc vào gu mùi của mỗi người. Còn về cơ bản, Light Blue Forever là một phiên bản flanker xuất sắc của nhà Dolce & Gabbana. Đó, đấy là cái cảm nhận của mình. Và khi mà nói về chai nước hoa Italian Love, về mùi hương của nó, khi mà chúng ta mới xịt thì mình nói thật là nó sẽ giống phải đến 99,99% so với Light Blue Forever, vẫn là cái hương vị đặc trưng của bưởi, của bergamot. Đó, phải nói thật khi mà mình muốn xịt chai nước hoa này, mình giật mình bảo mình không hề cảm thấy có một cái gì đấy nó khác biệt hay là nó như thế nào cả. Nó giống phải gọi là giống như là mình lấy từ chai này ra mình xịt. Đó, không có một cái gì khác biệt. Tuy nhiên sau khoảng 15 đến 20 phút thì cái sự khác nó mới bắt đầu, nó từ từ nó đi lên. Mà ở đây đó là nốt organic. Organic nó là cái gì? Thì để mà các anh em dễ hình dung nhất, organic hay, hoặc là một cái nốt khác đó là aldehyde. Tất nhiên thì về nốt là hai khác nhau. Thế nhưng khi mà nói về hai cái nốt này thì chúng ta có thể hình dung ra được. Đấy là những cái nốt mà nó gây cho chúng, tạo ra cảm giác, cái cảm giác thư thái cho các anh em khi mà ngửi. Nó giống như kiểu khi mà chúng ta đang ở trong một cái phòng kín và chúng ta mở cửa sổ ra, thì lúc đấy cái không khí tự nhiên nó rất là thoáng đãng, nó làm cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thì cái cảm giác khi mà ngửi organic hoặc là aldehyde nó sẽ giống là như thế. Một cách gọi là mô tả mùi dễ hiểu nhất cho các anh em, nó là như thế. Thì ở chai nước hoa Italian Love này nó có thêm cái nốt organic. Do vậy khi mà khoảng tầm sau 20 phút nó sẽ không thuần citrus đậm mùi ví dụ như là bưởi và bergamot như là phiên bản Light Blue Forever, mà ở đây thì cái nốt bưởi của nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó có thêm cái nốt organic đấy, thì cái tông mùi nó sẽ có cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, nó mỏng hơn, chứ nó không còn dày mùi citrus giống như phiên bản Light Blue Forever. Đó, thì cái khác biệt cơ bản của hai chai nước hoa này nó là ở cái điểm đó. Kể cả sau này về dry down thì có thể là chúng ta sẽ vẫn thấy cái gì đấy của Light Blue Forever. Thế nhưng ở phiên bản Italian Love, mùi hương nó có thể là nó mỏng hơn và nó thanh hơn. Đấy, thì
Đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của Light Blue Italian Love. Nó là gì? Nó vẫn là bưởi, nó vẫn là bergamot, nó vẫn là cái chất của Light Blue Forever. Thế nhưng ở chai nước hoa này nó có thêm cái nốt organic, thì cái mùi cảm giác nó tươi, nó mỏng và nó thanh hơn. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho các anh em 5 điểm mà chúng ta cần nên biết nếu như các anh em có ý định mua chai nước hoa này. Ok. Chắc chắn rồi, đây sẽ là một chai nước hoa citrus trái cây dùng rất là tốt mùa hè của Việt Nam. Đó, thực ra thì như mình vẫn nói ở rất rất nhiều những video trước đó là có rất nhiều những chai nước hoa tiếng là mùa hè ở Tây. Thế nhưng khi mà về Việt Nam thì rất rất khó sử dụng, bởi vì mọi người đã biết cái tính chất khí hậu ở nước ta với nước bạn là khác nhau. Mùa hè ở chúng ta là oi, nồng, không có gió. Đó, thì việc chọn một cái mùi hương làm sao mà nó không gây khó chịu cho chính chúng ta khi sử dụng và người ngửi không hề dễ dàng. Và mình nghĩ rằng không có nhiều chai nước hoa vừa đảm bảo được hai yếu tố, đó là mùi dễ ngửi và hiệu năng mùi tốt, thì thực sự là không có nhiều. Tuy nhiên Italian Love lại làm rất là tốt cái công việc này với cái tông mùi như mình đã nói, đó là của bưởi, của organic và bergamot. Nó tạo nên cái tông mùi dễ chịu, dễ ngửi và hoàn toàn có thể sử dụng rất là tốt mùa hè Việt Nam. Thì đấy là một cái điểm mà chúng ta cần nên biết, một trong những chai nước hoa sử dụng rất là tốt mùa hè ở Việt Nam. Đó, đấy là đầu tiên. Nếu như các bạn đi thử mùi và các bạn thấy rằng chai nước hoa Light Blue Forever này nó quá là dày mùi citrus, đó, các bạn muốn một cái gì đấy nó có thể là nó nhẹ hơn, có thể nó loãng hơn ra, thì chúng ta sẽ cảm thấy ok, ít nhất nó nên như thế, thì mình sẽ cảm thấy là nó dễ chịu khi hơn khi mà chúng ta sử dụng. Thì Italian Love chính là một cái phương án như thế. Như mình đã nói mà trong cái thành phần mùi hương của nó có thêm những cái nốt mới, nó làm cho cái mùi hương nó thanh hơn, nó mạnh hơn. Và biết đâu đấy, mình nghĩ rằng sẽ có những anh em, sẽ có những người chúng ta cảm thấy rằng với mức độ của Italian Love thì lại dễ sử dụng hơn. Do vậy, ở chai nước hoa này mình nghĩ rằng đây là một phiên bản tông mùi và nó thanh, nó mạnh hơn so với người tiền nhiệm, đó là Light Blue Forever. Ok. Không biết là trên da các anh em thì như thế nào, nhưng trên da của mình thì nó không được tốt bằng người tiền nhiệm của nó. Chai nước hoa này có thể gọi là mình đánh giá rất là cao về hiệu năng của mùi, rất rất là tốt. Thế nhưng ở Italian Love thì mình cảm thấy rằng nó bị đuối hơn. Tất nhiên để duy trì một cái hiệu năng khoảng từ 6 đến 7 tiếng thì mình vẫn tin, mình nghĩ rằng trên da của mình Italian Love nó làm được. Tuy nhiên so với Forever, hiệu năng bị kém đi nhiều hay là ít thì đấy là tùy mỗi người. Tuy nhiên trên cơ địa của mình, trên da của mình khi mà xịt thì Italian Love bám mùi nó kém hơn so với bản Forever. Thì đấy cũng là cái điểm mà các anh em cần nên biết. Đấy là điều thứ ba. Với mình thì đây là một phiên bản flanker, không có quá nhiều mới mẻ và hơi gọi là nói thế nào nhỉ, hơi buồn tẻ một chút. Buồn tẻ ở đây không phải là bởi vì chất liệu của mùi hương, mà mình thích nó phải có một cái gì đấy nó mới mẻ. Ví dụ như giữa Light Blue và Light Blue All Intense, bản thân hai chai đấy tông mùi khác nhau. Và từ Light Blue All Intense và Forever thì đấy là hai cái cấu trúc mùi hương khác biệt hẳn nhau. Thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn khi mà mua sản phẩm hơn. Tuy nhiên ở hai chai nước hoa này thì tất nhiên thì như mình đã nói, có thể là mùi nó đậm, nó nhạt hơn, nó mỏng hơn, nhưng về cơ bản thì hai chai này nó vẫn có một sự tương đồng rất là lớn. Thì cá nhân mình đánh giá đây là một phiên bản flanker về độ mới mẻ, hơi là buồn tẻ. Đó, buồn ở đây không phải là vì chất lượng mùi hương, mà buồn ở đây đó là nó không có sự mới mẻ hơn so với người tiền nhiệm của nó. Đó, thì đấy là điều thứ tư mọi người cần nên biết. Đối với mình thì là không cần thiết phải mua chai nước hoa này. Như mình đã nói, bởi vì nó không có cái sự mới mẻ, mùi hương của nó cũng rất là tốt, thế nhưng mà độ mới mẻ, độ
khác biệt so với người tiền nhiệm Forever không có nhiều, cho nên mình không nghĩ rằng chúng ta nhất thiết phải sở hữu chai nước hoa này, mặc dù mùi hương của nó cũng rất là ok, cũng rất là hay. Tuy nhiên, nó không có một cái gì đấy gọi là thế nào nhỉ? Thay đổi lớn, cho nên mình không cho rằng chúng ta nhất thiết phải sở hữu chai nước hoa này. Nếu như các anh em nào đã có Light Blue Forever thì không cần thiết phải có thêm Italian Love, hoặc chỉ cần một trong hai chai, không cần thiết kể cả hai chai một lúc. Thì đấy là cái kết luận của mình, chúng ta không cần thiết phải mua chai nước hoa này. Ok. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ với các anh em những cảm nhận của mình và những cái điểm mà chúng ta cần nên biết về sản phẩm Light Blue Italian Love. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share để những mọi người cảm thấy mình nói nó có giá trị với các anh em. Ok. Còn bây giờ anh em mình hãy bye bye và chúng ta gặp lại những video sau. Chúc.